Văn Huy Sĩ Tịch hiện đến tài sản trí chuyên, phẩm quan trị nhắn tiên chuyên, lục ngũ san sở cương tổ lĩnh tài ba tiên si. Ngày mùng 10 tháng 5 năm Quý Mão, mọi người tề tụ ở nhà chị Phón, đưa tiễn Trung Phương về cõi Vĩnh Hằng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Bye.
chạy thế này.
để dự thi. Rồi ông không lét ai ra cho đốt nhang chứ. Đây cho đốt nhang. Không sao, nó đứng bên đây tự mà đâu có quan hệ tới đây. Tặng hết chậm ha. Rồi. Tại chế lẻo quậy á hả, lẻo quậy. Rồi.
Cái thằng giới thiệu đi đâu mất mẹ đó rồi. Giới thiệu thằng chủ rồi đi đâu vắng. Kêu Hoàng hỏi tôi không phải là chủ. Chủ không biết đi đâu rồi. Thôi mệt quá trời. Bởi vì nó dễ à. Tôi nghi chắc không thổ một bán rồi. Dễ gì bán. Cũng 10 đấy hả à. Vì sang nữa. Trời ơi. Tại không khỏi nó đâu. Tôi nói thiệt. Nó mà bị uống nhiều. Ừ. Còn đi lại cái hiệu tiệm xưa người ta tám thượng mà. Trời ơi. Đó là cảnh sát mà. Không hồi xưa là cảnh sát. Cái đám bữa có làm á. Cái Việt Nam á. Mặt mặt á. Có mình lơ mơ là không thọ làm. Quỷ mà hỏi tổ trưởng á, hỏi cô hồ chưa, này tư sai tử chắc nhận thôi.
Hai người giúp việc thì hai người giúp việc.
mẹ có bó pha chứ hả? Bó pha đây nè, đây để cho nó lấy chồng ăn thôi. Bắt đầu nó đi lên điện bao bảo. Thank you.
Cái gì vậy? Nước thôi. Xuống giờ mày làm với 50 ngàn, đủ 250 ngàn.
255. Làm miếng ngồi cho thôi ha, nhanh nhanh rồi. Sáu chiều đi nhậu rồi được. Đây tờ giấy báo tử nha. Mấy ngày nó khó lấy đó, mình làm hơi lạ đây.
Thank you.
Thank you.